Chào mừng tất cả các bạn, chúng ta đã quay trở lại với channel YouTube của Hùng Mobile. Và đọc theo đúng như cái tiêu đề của video thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn chúng ta đi so sánh giữa Redmi Note 12 phiên bản 5G và phiên bản đời tiền nhiệm của nó là con Redmi Note 11 cũng là cái phiên bản 5G luôn. Mình xem qua một số những cái video so sánh thì mình thấy rằng chủ yếu thì tại các kênh công nghệ thị trường Việt Nam chúng ta thì sẽ so sánh với lại con Redmi Note 11 phiên bản 4G ấy. Nhưng mà mình thấy rằng cái sự so sánh này thì nó sẽ hơi bị khập khiễng một chút. Từ cái tên thôi thì các bạn cũng đã thấy được là cái công nghệ ở trên con Redmi Note 11 thì nó cũng đã không có nhiều bằng so với lại cái phiên bản là Redmi Note 12 phiên bản 5G này rồi. Vậy nên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi so sánh một cách chi tiết hơn giữa hai con. Nó có một cái tên gọi gần như là hoàn toàn tương tự nhau và chỉ là một con phiên bản cũ cũng như là một con phiên bản mới, để xem là với Redmi Note 12 trong năm nay thì nó đã có được những cái sự cải tiến như thế nào, và đặc biệt nhất là người dùng chúng ta có nên cân nhắc bỏ tiền ra lên nâng cấp lên cái phiên bản Redmi Note 12 hay là không. Mình sẽ chia sẻ một cách kỹ càng hơn ở ngay sau đoạn intro này nhé. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cùng với các bạn chúng ta điểm qua đôi chút, đấy chính là về tổng quan thiết kế ở trên cả hai sản phẩm để xem là nó sẽ có những cái sự khác biệt như thế nào. Nhìn chung thì các bạn có thể thấy đây chính là những cái sự khác biệt về cái phần mặt trước ở trên cả hai sản phẩm thì nó cũng không có quá là nhiều. Các bạn vẫn sẽ có được ở đây là một cái vị trí được đặt camera selfie ở trên cả hai sản phẩm thì vẫn sẽ được đặt ở chính giữa. Rồi phần viền cằm màn hình của nó vẫn sẽ được làm tương đối là dày. Nhưng có một cái điểm mình nhận ra và mình cảm thấy khá là khó hiểu khi mà ở trên Redmi Note 11 phiên bản 5G này, nó cho ta có được một cái cằm thật chính là nó còn được làm mỏng hơn cả Redmi Note 12 anh em ạ. Thực sự mình cảm thấy một cái file xử lý hơi ảo đến từ phía của nhà Xiaomi, nhưng mà không sao, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với lại những cái chi tiết khác để xem những cái sự khác biệt ở trên hai con này nó là gì. Nhìn qua về phần khung viền ở trên hai sản phẩm thì bên phía cạnh phải thì các bạn vẫn sẽ có phím nguồn cộng với phím tăng giảm âm lượng. Đi kèm với đó thì phím nguồn ở trên hai sản phẩm này thì nó cũng sẽ được tích hợp luôn cái cảm biến vân tay, mang tới chúng ta cái khả năng và tốc độ mở tương đối là nhanh. Rồi bên phía cạnh đỉnh máy thì các bạn cũng sẽ có được ở đây là một cái mắt hồng ngoại để có thể bật tắt những thiết bị ngoại vi chẳng hạn như điều hòa, TV, vân vân và vân vân. Cạnh dưới thì ở trên Redmi Note 12 các bạn sẽ chỉ có đây là một cái khẩu sạc USB Type-C đi kèm với một cái phần loa ngoài mà thôi. Trong khi đấy thì với Redmi Note 11 phiên bản 5G các bạn có được jack cắm 3.5mm ở đây cộng với lại một cái cổng USB Type-C, và các bạn có thêm được ở đây là một cái phần loa nữa. Mình cũng thực sự khó hiểu lần thứ hai khi mà ở trên Redmi Note 11 phiên bản 5G chúng ta sẽ có loa kép mang tới những cái trải nghiệm khi mà chúng ta đi xem phim, nghe nhạc, thì đương nhiên hai loa thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là với những em nào chúng ta chơi game ấy, thì khả năng định hình tiếng bước chân, tiếng đi nó cũng sẽ dễ dàng hơn so với con Redmi Note 12 mà chúng ta đã và đang có được ở đây. Đi kèm với đó thì về cái phần camera selfie ở trên Redmi Note 12 trong năm nay thì mình cũng cảm thấy là Xiaomi họ đang làm nó không được liền lạc cho lắm. Trong quá trình khi chúng ta sử dụng bình thường như thế này thì nó không sao, nhưng mà khi mà các bạn tắt cái phần màn hình của ta đi ấy, nó tối đen gì như thế này, thì cái con Redmi Note 11 thì nó đang giấu cái phần camera của ta nó một cách rất là kỹ. Các bạn sẽ chỉ thấy được cái sensor của cái camera ở đây mà thôi. Trong khi đấy thì với Redmi Note 12 phiên bản 5G thì các bạn sẽ thấy rõ được một cái chi tiết màu trắng ở đây nó xung quanh viền, nhìn trông nó khá là lộ liễu và nó cũng không được ăn khớp với tổng quan thiết kế ở trên chiếc điện thoại này lắm. Và đây có thể coi như là một trong những cái điểm mà cá nhân mình đánh giá chưa được cao về Redmi Note 12 của trong năm nay. Tuy nhiên thì để có thể đánh giá chung về tổng quan thiết kế thì mình vẫn thấy là Redmi Note 12 trong năm nay nó sẽ được làm đẹp hơn so với Redmi Note 11, khi mà giờ đây chúng ta đã có được cái phần camera nó được bố trí, nó được ngăn nắp, nó được đẹp hơn so với Redmi Note 11 rồi. Các bạn có thể thấy này, ở đây thì nó được làm những cái thứ mà mình nghĩ là nó cũng không cần thiết lắm, chẳng hạn như là về cái chi tiết màu đỏ ở đây hay là cái chữ AI ở đây. Còn với Redmi Note 12 chúng ta sẽ chỉ có hai camera đi kèm một với một cái đèn flash LED đấy, nhìn trông nó rất là gọn gàng. Nhưng mà với cái kiểu thiết kế này thì nó khá là giống so với lại các sản phẩm đến từ nhà của Realme. Vậy nên thì mình đánh giá là về cái gọi tính cá nhân hóa thì ở trên Redmi Note 11 thì nó lại cho chúng ta có được những cái thứ nó làm ấn tượng hơn, nhìn vào là biết Xiaomi luôn. Còn với con này thì nhìn vào thậm chí là với một số người còn nghĩ đây là những chiếc điện thoại đến từ nhà của Realme anh em ạ. Bỏ qua những yếu tố liên quan tới về mặt thiết kế thì nếu như bạn nào chúng ta quan tâm tới những cái trải nghiệm thực tế ở trên chiếc điện thoại ấy, thì với Redmi Note 12 thì cái điểm mà khiến cho chúng ta có thể trải nghiệm và cảm giác được cái sự khác biệt của nó so với con Redmi Note 11 đấy chính là về cái phần màn hình. Ở trong năm nay thì chúng ta đã có được một cái màn hình nó xịn sò hơn rất là nhiều, độ sáng cũng cao hơn lên tận là 1200 nit, kích thước màn hình nó cũng lớn hơn. Nhưng cái điểm ấn tượng nhất đấy chính là về cái phần tấm nền ở trên Redmi Note 12 phiên bản 5G trong năm nay thì nó được sử dụng tấm nền OLED. Gần như là tất cả những cái chi tiết về cái phần viền của màn hình ấy thì nó sẽ không có bất kỳ những cái chi tiết đen nào cả. So với con Redmi Note 11 phiên bản 5G ở đây thì chúng ta sẽ
có những cái chi tiết phần viền của nó khi mà các bạn nhìn kỹ hay là nhìn nghiêng ấy, thì nó sẽ bị tối và mình đánh giá không quá là cao về cái điều như thế này. Đặc biệt nhất là về cái gọi là góc nhìn ấy, thì ở trên Redmi Note 12 phiên bản 5G trong năm nay thì nó sẽ cho chúng ta có được một cái góc nhìn nó thực sự rất là rộng. Các bạn có thể thấy khi mà mình đặt một cái camera chúng ta quay nghiêng như thế này, thì ở trên phiên bản Redmi Note 11 các bạn cứ cảm giác như đây mình chưa bật mắt cái dung lượng sáng, nhưng mà các bạn hoàn toàn sai nhá. Đây, mình sẽ cho các bạn chúng ta xem qua này. Mình bật mắt độ sáng của hai con, nhưng mà với Redmi Note 11 khi mà đang nghiêng như thế này ấy, thì độ sáng của nó sẽ được giảm đi. Đấy, nó sẽ cho chúng ta cái góc nhìn nó không được ấn tượng như con này. Con này thì gần như các bạn có thể xoay trái, xoay phải, xoay dọc thì nó cũng được làm ngon hơn rất là nhiều. Và đặc biệt nhất là khi chúng ta sử dụng ở trong những cái môi trường và điều kiện chẳng hạn như là ngoài trời, cái độ sáng của Redmi Note 12 phiên bản 5G nó lên đến tận là 1200 nit thì các bạn có thể sử dụng một cách rất là thoải mái. Hay là với những cái tác vụ liên quan tới xem video clip thì ở trên Redmi Note 12 trong năm nay thì nó cũng mang tới cho chúng ta có được một cái trải nghiệm nó ngon hơn. Tần số quét ở trên Redmi Note 12 phiên bản 5G trong năm nay thì nó cũng đã được nâng lên cái con số để chính là 120Hz. Nó mang tới cho chúng ta tất cả những cái thao tác trong quá trình khi mà trải nghiệm từ WhatsApp rồi mở những cái ứng dụng nó mượt hơn rất nhiều so với lại con Redmi Note 11. Nhưng mà nhìn chung với những cái người dùng cơ bản, người ta cũng không quá quan trọng về vấn đề liên quan tới tần số quét, thì với 90Hz ở trên Redmi Note 11 phiên bản 5G thì nó vẫn mang tới chúng ta có được những cái trải nghiệm mình nghĩ rằng nó cũng hoàn toàn mượt mà với những cái nhu cầu sử dụng với các tác vụ hàng ngày. So sánh về cái mặt hiệu năng ở trên cái sản phẩm thì với Redmi Note 12 phiên bản 5G chúng ta đang được trang bị ở đây là con chip Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, và với Redmi Note 11 phiên bản 5G thì các bạn sẽ được trang bị con chip đấy chính là Dimensity 810. Nhìn chung thì về mặt hiệu năng ở trên hai sản phẩm, mình có thử benchmark qua bằng AnTuTu Benchmark ấy, thì điểm số của hai con nó khá là tương đồng với nhau. Một con là 355.000 điểm và một con là 374.000 điểm. Cái sự chênh lệch ở đây nó cũng không quá lớn, và nhất là khi mà mình có thử test qua bằng cái việc là chơi với tựa game là PUBG Mobile ở trên cái sản phẩm này, thì nhìn chung là cái setting ở trong những cái tựa game như thế này thì nó hoàn toàn chỉ để được ở mức tối đa, chẳng hạn như là HD này thì các bạn sẽ chỉ để được ở cái frame rate là 2 mà thôi. Còn khi chúng ta để xuống balance đấy, thì cái frame rate chúng ta nó sẽ để lên được ở mức ultra. Cả hai con này nó hoàn toàn tương tự như nhau, chẳng có cái sự khác biệt gì cả. Nhìn chung thì với hai con chip này thì nhiệt độ của nó trong quá trình khi mà chơi game nó tỏa ra không quá là cao, vậy nên thì mình hoàn toàn có thể chơi một cách thoải mái. Vấn đề liên quan tới về mặt xung nhịp ở trên cả hai con này thì nó cũng không bị giảm quá là nhiều. Đặc biệt nhất thì cả hai con này đều được trang bị một cái viên pin có cái dung lượng đấy chính là 5000 mAh và hỗ trợ chúng ta một cái công suất sạc đấy chính là 33W. Ở phụ kiện đi kèm thì nó cũng sẽ được tặng ở bên trong hộp luôn. Vậy nên thì các bạn có thể thấy là về những cái điểm chung ở trên cả hai sản phẩm này thì nó có rất là nhiều những cái điểm tương đồng. Khi mà chúng ta đi đến với lại về cái phần camera ở trên cả hai sản phẩm thì với Redmi Note 12 phiên bản 5G thì chúng ta đã và đang được trang bị ở đây là một cái camera chính có độ phân giải là 48MP đi kèm với một camera đo chiều sâu có độ phân giải là 8MP. Còn với Redmi Note 11 phiên bản 5G thì chúng ta sẽ có một cái camera chính độ phân giải nó còn cao hơn là 50MP đi kèm với một camera đo chiều sâu cũng có độ phân giải là 8MP, hoàn toàn tương tự như là con này. Về chất lượng ảnh chụp ở trên hai con thì mình thấy là nó sẽ đi theo hai cái trường phái khác nhau, mặc dù là cùng một cái lò của Xiaomi cả. Nhưng mà với Redmi Note 12 thì nó sẽ cho chúng ta có được những cái bức ảnh chụp nó hơi thiên về cái tông, nó chính xác về cái phần màu sắc hơn, tức là nó hơi vàng vàng một chút. Còn với Redmi Note 11 5G ấy thì nó sẽ thiên chúng ta cái tông màu của nó sẽ hơi xanh xanh một chút. Nhưng về độ chi tiết, chất lượng ảnh chụp trong quá trình khi mà mình chụp ấy, thì mình thấy là con Redmi Note 11 phiên bản 5G này, thậm chí là một số những cái môi trường điều kiện thì nó sẽ cho ta những cái bức ảnh nó chất lượng hơn ở trên con Redmi Note 12 mà mình đang có ở trên tay đây. Nhưng mà để có thể so sánh một cách công tâm thì nhìn chung về chất lượng ảnh chụp ở trên hai con thì nó cũng khá là dần xem với nhau, khoảng một con 10 và một con 9 đấy. Thế nên thì các bạn có thể cân nhắc về vấn đề như thế này. Với một số bạn mà chúng ta không quá khắt khe về vấn đề chụp hình thì mình nghĩ rằng cả hai con đều có thể đáp ứng tốt trong tay những cái nhu cầu chụp ảnh cơ bản. Vẫn thực sự đáp ứng một cách khá là tốt. Còn về phần camera selfie thì ở trên cả hai con thì nó đều mang tới chúng ta có được một cái chất lượng ảnh chụp nó cũng khá là hoàn toàn tương đồng với nhau. Tuy nhiên thì có một cái sự lặp lại một lần nữa để trên ở trên Redmi Note 11 thì nó sẽ ngả về cái tông ảnh khi chúng ta chụp camera selfie này, nó sẽ là hơi hồng hồng và ám xanh. Còn với Redmi Note 12 thì nó sẽ hơi ngả về cái tông ám vàng. Thì các bạn có thể lựa chọn tùy theo cái gu và cái sở thích của mỗi người.
Như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã gửi tới cho các bạn một cái video so sánh một cách khá là chi tiết ở trên cả hai sản phẩm. Đấy chính là Redmi Note 11 phiên bản 5G và Redmi Note 12 phiên bản 5G luôn. Nhìn chung thì với Redmi Note 12 5G trong năm nay thì nó cũng đã có được những cái điểm cải tiến, và cái thứ mà khiến cho mình cảm thấy ấn tượng nhất chắc chắn phải kể đến đấy chính là về cái phần màn hình ở trên con này. Năm nay nó đã vượt hơn 120Hz, chúng ta có cái độ sáng cao hơn, và cái góc nhìn ở trong năm nay thì nó cũng đã cho chúng ta cái góc nhìn rộng hơn rất nhiều so với con Redmi Note 11 rồi. Và cái khoản liên quan tới thiết kế về phần mặt lưng thì mình cũng đánh giá là nó được làm đẹp hơn. Nhưng mà với Redmi Note 11 ở trong cái thời điểm hiện tại khi mà nó đã và đang có một cái mức giá nó rẻ hơn, trong khi đấy thì nó vẫn mang tới chúng ta có được một cái màn hình với kích thước khá là tương đồng, và đặc biệt nhất là về khoản camera rồi về những cái yếu tố liên quan tới loa ấy, thì nó lại làm được ngon hơn so với con Redmi Note 12 ở đây. Thì nhìn chung cả hai sản phẩm này thì mình thấy rằng nó vẫn đã và đang là một trong những cái sự lựa chọn không hề tồi dành cho tất cả anh em. Nếu như bạn nào chúng ta thiên về cái khoản liên quan tới đấy chính là giải trí thì mình nghĩ Redmi Note 12 nó sẽ là cái sự lựa chọn phù hợp. Còn đối với lại những bạn nào chúng ta muốn tiết kiệm về cái khoản liên quan tới tiền, mà trong khi đấy thì về những cái trải nghiệm hàng ngày thì nó cũng chẳng có điểm gì khác biệt so với Redmi Note 12 cả, thì mình nghĩ rằng Redmi Note 11 nó vẫn đang là một trong những cái sự lựa chọn phù hợp đến dành cho tất cả các bạn. Không biết ý kiến của các bạn như thế nào về cái sản phẩm này, và liệu rằng thì với các bạn thì chúng ta vẫn sẽ lựa chọn Redmi Note 11 phiên bản 5G, hay là chúng ta sẽ upgrade lên phiên bản Redmi Note 12 5G mà mình đã trên tay đến cho anh em ở trong video ngày hôm nay, thì các bạn có thể chia sẻ ý kiến bên dưới phần bình luận của video cho mình cũng như tất cả các bạn đã và đang xem video được biết thì nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe theo dõi video từ đầu cho tới bây giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video kế tiếp.